Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị lần thứ 11 để xem xét thông qua một số văn kiện báo cáo quan trọng. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các ban đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các ban, sở, ngành của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và các ủy viên Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy. Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh hội nghị sẽ xem xét thông qua 5 nội dung quan trọng, trong đó có các nghị quyết chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 5 năm, có tính định hướng cho toàn khóa, thể hiện quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá. Đây cũng là những văn kiện cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19. Hội nghị đã nghe các dự thảo về chương trình thực hiện kết luận số 11 của hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, chương trình phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Chương trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Xem xét báo cáo về thực hiện nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, báo cáo của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ, đánh giá cụ thể thực trạng các vấn đề, mức độ và tính khả thi trong thực hiện các chỉ tiêu được nêu trong những dự thảo. Về phát triển giáo dục và đào tạo, các ý kiến đề nghị cần quan tâm hơn đến các khu vực có công nghiệp phát triển, dân số cơ học tăng cao, gây áp lực cho hệ thống giáo dục. Cần làm rõ hơn cơ chế xã hội hóa giáo dục để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này, thúc đẩy giáo dục theo nhu cầu tự thân, thực hiện nhất quán chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Về bảo tồn các di sản, di tích và phát triển du lịch, các ý kiến đề nghị cần quan tâm đến quy hoạch mạng lưới để kết nối các di sản, các điểm đến, cần có sản phẩm du lịch thực sự tiêu biểu, khai thác hiệu quả công trình bảo tàng tỉnh. Các ý kiến cũng cho rằng cần đẩy nhanh xây dựng các quy hoạch, tạo phân vùng phát triển cho từng lĩnh vực. Bên cạnh đó cần tập trung tháo nút thắt về giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng. Bởi nếu không có hạ tầng được triển khai thì các chương trình hành động cũng chỉ nằm trên giấy, không đi vào thực tiễn. Phát biểu kết luận, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến dân chủ tâm huyết, trí tuệ được các đại biểu tham gia thảo luận, góp phần vào thành công của hội nghị. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có trách nhiệm chỉ đạo, nghiên cứu tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện các văn kiện và ban hành, tổ chức quán triệt, thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân của tỉnh Hưng Yên đoàn kết thống nhất với ý chí và hành động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, tận dụng mọi thời cơ, biến nguy thành cơ, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đi đôi với phục hồi, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, và đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm phấn đấu đạt ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án để kịp thời thích ứng với tình hình mới, góp phần tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 19 của Đảng bộ tỉnh. Nhân dịp này, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức chia tay chúc mừng đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên khóa 18, khóa 19, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, được điều động bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, được điều động bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Viễn thông Cơ yếu Bộ Công an.